Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng. Thưa quý vị, hôm nay tôi muốn chia sẻ một chủ đề, đó là để tư duy logic thì liệu chúng ta có cần tránh và nên tránh một số những cái vấn đề nào đó hay không? Cụ thể thì tôi nghĩ rằng là cái điều đầu tiên mà chúng ta nên tránh, và đây cũng là một điều mà đôi khi khiến chúng ta rất dễ bị sập bẫy và đưa ra những quyết định sai, đó là kiểu tư duy trước sau. Chúng ta thường có một xu thế là cái gì chúng ta biết trước thì chúng ta cho đấy là nguyên nhân của cái mà nó diễn ra sau đó, và chúng ta cho đó là hậu quả. Nói lý thuyết thì nó hơi khô khan một chút, nhưng mà tôi sẽ ví dụ cụ thể như thế này. Ví dụ như quý vị biết là ở bên nhà hàng xóm của mình có một bà nội trợ rất là đành đoàng. Quý vị biết như vậy, làm ăn thì hay quên, nấu nướng thì hay quên tắt bếp, vân vân. Và một ngày kia thì quý vị thấy rằng là từ cái bếp của nhà bà ấy bỗng nhiên là khói nghi ngút bốc lên và chuẩn bị cháy cái bếp đến nơi rồi. Và lúc đấy lập tức trong đầu quý vị thường sẽ nảy sinh ra một suy nghĩ thế này: có thể là bà nội trợ đành đoàng nấu ăn quên tắt bếp, và vì bà ấy nấu ăn quên tắt bếp cho nên bây giờ là khói nghi ngút bốc lên và cả cái bếp sắp cháy tan tành. Vì quý vị biết trước cái dữ liệu mà thậm chí có thể gọi đấy là một dữ liệu chốt, đó là bà nội trợ đành đoàng, cho nên là khi quý vị nhìn thấy khói, nhìn thấy lửa cháy ở trong cái bếp đó, lập tức chúng ta sẽ kết nối hai cái dữ kiện này vào với nhau. Và cái chúng ta biết trước là bà nội trợ đành đoàng phần lớn sẽ là nguyên nhân của cái mà nó đang diễn ra bây giờ, đó là cái bếp khói nghi ngút. Nhưng mà thật ra thì có cả trăm lý do khiến cho cái bếp đấy nó có thể bị cháy, chứ không riêng gì lý do là do cái bà nội trợ đó đành đoàng. Thành thử ra lúc này chúng ta cần phải có một cái tư duy rất rành mạch. Chúng ta chỉ lấy cái dữ kiện chúng ta biết trước như một dữ kiện để tham khảo thôi, chứ chúng ta đừng tuyệt đối hóa cái dữ kiện đó. Nếu chúng ta tuyệt đối hóa cái dữ kiện đó và đồng nhất trước sau với chuyện là nguyên nhân và kết quả, thì trong rất nhiều trường hợp chúng ta sẽ phải trả giá. Ví dụ như chúng ta biết trước là ở trong một cái tập thể này có một cái anh này hơi gian gian, và một ngày kia thì tự nhiên ở đó mất đi một món đồ, và chúng ta thường có xu thế là vì cái anh kia anh ấy gian cho nên chúng ta sẽ suy nghĩ rằng anh ta là người lấy món đồ này. Nhưng mà thực ra thì nhỡ đâu ở trong cái tập thể đó có những anh gian nào đó mà chúng ta chưa biết hết thì sao? Có những anh gian âm thầm thì sao? Và ở trong tập thể đó có những anh mà muốn lấy cái món đồ đó để mà đổ lỗi cho cái anh mà chúng ta đều biết, ai cũng biết là người có cái tính gian thì sao? Cho nên chúng ta phải hết sức đề phòng với những dữ kiện chúng ta biết trước, và đừng tuyệt đối hóa những dữ kiện chúng ta biết trước. Thế còn nếu chúng ta tuyệt đối hóa dữ kiện chúng ta biết trước và chúng ta cho rằng nó nhất định là nguyên nhân của cái kết quả đến sau, thì trong rất nhiều trường hợp chúng ta sẽ nhận định sai. Thưa quý vị, một vấn đề nữa, một tình huống nữa mà có thể khiến chúng ta lập luận sai, nhìn nhận sai, đánh giá sai, đó là chúng ta lập luận và kết luận dựa trên giá trị của các thẩm quyền. Thế nào là giá trị thẩm quyền? Chuyên gia là người có giá trị thẩm quyền. Ví dụ một chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học, khi chúng ta tham khảo một vấn đề tâm lý thì đương nhiên chúng ta sẽ tin chuyên gia tâm lý đó, đúng không ạ? Và chúng ta thường có xu thế rằng những gì vị chuyên gia tâm lý đó nói ra về vấn đề tâm lý đó thì đấy cũng đồng thời là chân lý. Và chúng ta cho rằng là người có thẩm quyền nói về một vấn đề trong chuyên môn của họ thì tất yếu đúng. Đấy, bất khả xâm phạm, chỉ có cách là cúc cung nghe theo mà thôi. Đấy, nhưng mà chưa chắc. Nếu như một chuyên gia A nói về một lĩnh vực B thì càng chưa chắc. Ví dụ như một chuyên gia toán nói về lý, một chuyên gia lý nói về văn, một chuyên gia văn nói về sinh học thì càng chưa chắc. Cho nên chúng ta sẽ loại cái trường hợp đó. Nhưng chúng ta đang tính đến cái trường hợp là một chuyên gia A nói về lĩnh vực A, thì chúng ta cũng đừng nên đồng nhất đấy đã là chân lý vội. Bởi vì chúng ta có một câu chuyện, một tình huống thế này. Ngay trong một lĩnh vực thì đôi khi nhiều chuyên gia cũng mâu thuẫn nhau. Cho nên kinh nghiệm của bản thân tôi, khi tôi muốn tìm hiểu một lĩnh vực nào đó thì tôi thường tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhưng không bao giờ tôi dừng lại ở các chuyên gia có chung một quan điểm. Sau đó tôi lại thường tham khảo ý kiến của các chuyên gia có những quan điểm đối nghịch, và sau đó tôi mới cân đối ý kiến của các chuyên gia để từ đó đưa ra một cái kết luận tạm thời tương đối nào đó mà phù hợp nhất với mình. Có một câu chuyện vui trong những cuốn sách triết học vui vẻ mà người ta thường kể để nói về việc là nếu như bạn tin ngay vào các vị trí có giá trị thẩm quyền giống như các chuyên gia thì có thể là bạn sẽ phải trả giá. Chuyện vui thế này, có một anh nọ đi mua những con vẹt, và vào thì ông chủ hàng vẹt mới giới thiệu rằng là có một con vẹt 5.000 đô và có một con vẹt 10.000 đô. Thế thì người đi mua mới hỏi là con vẹt 5.000 đô có thể làm gì mà giá nó lớn thế? Thì ông chủ mới nói rằng là con vẹt 5.000 đô có thể hát tất cả những bản khó nhất của Mozart. Thế thì người đi mua mới kinh ngạc bảo vậy thì con vẹt 10.000 đô nó biết hát gì? Thì ông chủ mới nói rằng là con vẹt 10.000 đô nó có thể biết hát cả một tổ hợp opera phức tạp nhất. Thế thì ông đi mua mới trầm trồ, trời ơi, hai con vẹt này giá trị ghê gớm quá. Thì lúc này ông chủ mới nói rằng là chưa hết đâu, tôi còn có một con vẹt 30.000 đô. Anh kia mới hỏi, vậy thì chắc là con vẹt 30.000 đô nó phải hát những cái điều khủng khiếp, không tưởng, ghê gớm nhất. Thì ông chủ mới nói là, tôi nói thật với ông, tôi chưa nghe con vẹt 30.000 đô nó hát bao giờ. Ô, vậy thì tại sao ông dám định giá nó 30.000 đô? Thì ông chủ mới trả lời là, đơn giản thôi, vì hai con vẹt kia nó gọi con vẹt này là đại sư. Như vậy chỉ vì cái mác đại sư, chỉ vì hai con vẹt 5.000 đô và 10.000 đô nó gọi con vẹt thứ ba là đại sư mà ông chủ định giá ngay con vẹt thứ ba phải 30.000 đô. Cho nên nếu như chúng ta tin ngay vào cái giá trị thẩm quyền, vào cái mác đại sư cụ thể như trong câu chuyện này, và chúng ta nghĩ rằng đã là đại sư thì tất yếu phải hơn những cái đối tượng khác trong lĩnh vực của mình, thì rất có thể chúng ta sẽ nhầm lẫn. Ngay cả trong những lĩnh vực mà tưởng là chính xác nhất như toán học, thì việc mà chúng ta nhất tin vào các đại sư chưa chắc đã chính xác. Tôi lấy một ví dụ như là ở thế kỷ 20, người ta thường nói đến nhà toán học David Hilbert, người được đánh giá là một trong những nhà toán học lỗi lạc cuối cùng còn lại của thế kỷ 20. Thì David Hilbert đã mang một cái tư tưởng là toán học trước sau cũng sẽ tìm ra được một siêu tiên đề, một siêu định lý mà ở đó có thể giải thích được mọi mệnh đề toán học. Nhưng mà cũng cùng ở thời điểm đó thôi, lại có một nhà toán học nghĩ khác hẳn, đó là Kurt Gödel. Kurt Gödel nói rằng không bao giờ tồn tại một cái siêu định lý, một cái siêu tiên đề có thể giải quyết được, chứng minh được mọi mệnh đề toán học đâu. Không bao giờ có điều đó cả. Và có những cái mệnh đề toán học cũng luôn luôn chứa đựng những mâu thuẫn không bao giờ chứng minh được. Và cái điều này thì rất nổi tiếng trong một cái định lý mà bây giờ chúng ta hay nhắc đến, đó là định lý bất toàn, hay còn gọi là định lý Gödel, lấy theo tên của nhà toán học đó. Như vậy chúng ta thấy rằng là ngay cả trong một địa hạt chính xác như toán học thì giữa những chuyên gia, giữa những người có thẩm quyền, đôi khi cũng có những ý tưởng rất mâu thuẫn nhau, thậm chí không muốn nói là tương phản và đối chọi nhau. Cho nên khi tham khảo ý kiến của những người có thẩm quyền, chúng ta chỉ vội vàng nghe một người và kết luận ngay người đấy là đúng, thì có thể cái giá chúng ta phải trả là khôn lường. Có lẽ chỉ có một địa hạt mà chúng ta nghe một người và tin ngay những điều người ấy nói là chân lý, bất khả cưỡng lại, bất khả phản biện, bất khả xem xét, đó là tôn giáo. Giáo chủ nói gì là chúng ta sẽ tin ngay, bởi vì đấy là luật chơi của tôn giáo. Khi chúng ta đã tham gia vào cuộc chơi tôn giáo đó thì chúng ta phải chấp nhận cái luật chơi tôn giáo đó mà thôi. Thế còn ở nhiều lĩnh vực khác trong đời sống, nếu chúng ta tin ngay vào giá trị thẩm quyền, đấy là ngay cả những người chuyên gia A nói trong lĩnh vực A là lĩnh vực ruột của họ đấy, thì rất có thể chúng ta cũng sẽ có những cái sai số nhất định. Đấy là còn chưa nói là chuyện chúng ta tham khảo chuyên gia A nói về lĩnh vực B. Thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tham khảo trong quá trình mà chúng ta tư duy, lập luận và nhìn nhận đời sống. Thưa quý vị, còn một vấn đề thứ ba nữa mà chúng ta cũng cần tham khảo trong quá trình chúng ta xây dựng các nhìn nhận và các lập luận. Tôi sẽ không nói về lý thuyết nhiều mà tôi sẽ kể một câu chuyện thế này để tất cả chúng ta cùng suy ngẫm. Và câu chuyện này cũng xuất hiện trong những cuốn sách triết học vui vẻ mà người ta thường kể. Đó là ở một bản làng nọ thì vào đầu mùa đông, những người dân của bản làng mới đến hỏi vị thủ lĩnh là mùa đông năm nay có lạnh không? Thì để phòng xa, vị thủ lĩnh nói rằng là mùa đông năm nay rất lạnh. Một tháng sau, người ta lại đến hỏi mùa đông có lạnh không? Vị thủ lĩnh lại nói mùa đông năm nay rất lạnh. Và thế là toàn bộ bản làng, không ai bảo ai, tất cả lũ lượt kéo nhau vào rừng đốn củi để tích trữ củi nhằm chống lại một mùa đông rất lạnh. Số lượng người vào rừng cứ ngày một nhiều lên. Đến lúc này thì sợ bị hớ, cho nên vị thủ lĩnh mới đến hỏi nha khí tượng. Này ông, theo ông thì mùa đông năm nay có lạnh không? Nha khí tượng trả lời, đây sẽ là mùa đông lạnh nhất trong lịch sử của bản làng chúng ta. Vị thủ lĩnh mới hỏi, tại sao không biết? Nha khí tượng trả lời, à, tại vì chưa bao giờ người dân ở bản làng này vào rừng đốn củi nhiều đến thế. Và đây là một kiểu lập luận vòng quanh. Lập luận vòng quanh là gì? Là một kiểu lập luận mà trong đó các luận cứ, các luận điểm của một mệnh đề lại chứa đựng đúng cái mệnh đề đó. Và nếu từ câu chuyện này mà quý vị liên tưởng lại đời sống, liên tưởng lại những cái tương tác trong đời sống của chính mình thôi, thì quý vị sẽ có thể chợt nhận ra là trong rất nhiều trường hợp chúng ta cũng đang lập luận vòng quanh mà chúng ta cũng không nhận ra đó là vòng quanh. Thưa quý vị, hôm nay tôi chia sẻ 3 cái kỹ năng, 3 cái phương pháp mà tôi tạm thời đúc rút trước hết thì từ kinh nghiệm bản thân của mình, sau khi mà chính mình cũng trả giá cho rất nhiều những lập luận sai trong quá khứ. Và sau đó nữa là tôi tham khảo một số cuốn sách về triết học và về nhìn nhận. Thì đây chỉ là những các cái kinh nghiệm, những các cái đúc rút trong quá trình mà tôi đọc sách và tương tác đời sống mà thôi. Có thể nó cũng chỉ đúng với riêng tôi thôi, nhưng mà biết đâu đấy tôi vẫn chia sẻ trên kênh YouTube của tôi, bởi vì tôi biết rằng trên kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng có rất nhiều các bạn trẻ. Thì biết đâu đấy những chia sẻ này cũng sẽ giúp các bạn có một nguồn tham khảo nào đó hữu ích chăng. Thì hy vọng là hôm nay tôi chia sẻ được một vài điểm để giúp cho các bạn trẻ trên kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng có một nguồn tham khảo. Tôi nghĩ rằng là tư duy logic là một điều tối quan trọng trong đời sống. Và để tư duy logic thì chúng ta phải rèn luyện nhiều kỹ năng và chúng ta cũng phải tránh nhiều lỗi lầm. Thế thì hôm nay chỉ là 3 kỹ năng, 3 cái tình huống mà tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta chú ý, chúng ta làm tốt thì có thể chúng ta sẽ nhìn nhận tư duy logic hơn trong đời sống này. Tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ không tuyệt đối hóa logic. Ngay clip tới đây chúng tôi sẽ nói về 3 điểm mù của logic. Hôm nay thì chúng tôi nói đến giá trị của logic. Hôm sau chúng tôi lại nói đến 3 điểm mù của logic. Để quý vị thấy rằng là chúng tôi cũng không tuyệt đối hóa bất cứ điểm gì, ngay cả đấy là logic. Cảm ơn quý vị, đặc biệt là những bạn trẻ luôn luôn quan tâm, cổ vũ và đăng ký kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng. Chúc quý vị luôn luôn có những lập luận đúng trong quá trình sống, trong quá trình làm việc, trong quá trình tương tác với bạn bè, với đồng nghiệp của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào clip tới đây.